Chiều qua, Ban tổ chức cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 tổ chức hội nghị thống nhất kết quả và dự kiến chương trình trao giải cuộc thi năm nay. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị. Sau hơn 4 tháng triển khai cuộc thi, Ban tổ chức nhận được gần 1.700 tác phẩm của các địa phương, đơn vị tham gia. Một số địa phương có số lượng bài dự thi cao như Đảng bộ huyện Văn Lâm 300 tác phẩm, Đảng bộ huyện Kim Động, Đảng bộ huyện Ân Thi khoảng 170 tác phẩm, Đảng bộ huyện Phù Cừ 150 tác phẩm. Ban giám khảo lựa chọn được 212 tác phẩm, bảo đảm đúng thể lệ cuộc thi và vòng sơ khảo, lựa chọn 36 tác phẩm vào vòng trung khảo ở các loại hình tạp chí, báo, truyền hình, phát thanh, video clip. Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận đánh giá cuộc thi có sức lan tỏa tới các cấp các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh. Các tác phẩm tham gia cuộc thi có tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, có phát hiện mới, tính khoa học, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Với sự thống nhất cao, Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 36 giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cuộc thi chính luận tỉnh Hưng Yên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.